Những năm gần đây, Thừa Thiên Huế là địa phương thường xuyên đăng cai các giải đấu thể thao cấp độ quốc gia và quốc tế. Không chỉ là sân chơi giúp cho các vận động viên thể hiện tài năng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu, mà còn giúp cho ngành thể thao Thừa Thiên Huế từng bước chuyên nghiệp hóa trong công tác tổ chức, sẵn sàng cho các sự kiện lớn hơn trong tương lai. Ghi nhận tại giải vô địch bóng rổ 5x5 đang diễn ra sôi nổi. Nhà thi đấu số 1 Hà Huy Tập thành phố Huế những ngày cuối tuần. Sảnh thi đấu sáng đèn từ 15 giờ đến gần 22 giờ đêm với 4 trận đấu diễn ra. Giải vô địch bóng rổ 5x5 U20 quốc gia năm nay ghi nhận số lượng các đội tham gia kỷ lục, kèm theo đó là chất lượng chuyên môn không ngừng được cải thiện. Các đội có tham vọng giành thành tích cao như Phòng Không Không Quân, Hà Nội, Đà Nẵng hay thành phố Hồ Chí Minh đều đem đến giải lực lượng mạnh nhất. Tất cả các trận đấu đều được livestream trực tiếp trên fanpage Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và các nền tảng sinh thái khác, giúp kết nối để nhiều hơn cộng đồng yêu thích bóng rổ. Các chuẩn bị của giải rất là chuyên nghiệp, từ ban trọng tài tới ban huấn luyện, từ các đội bóng rất là chuyên nghiệp. Về mặt công tác chuyên môn thì sân bãi cho chỗ tập luyện cho các vận động viên rất là tốt. Có rất nhiều đội mạnh đến từ các ba miền. Từ việc có xã các đội mạnh đã giúp cho em nhiều kỹ năng về tinh thần, những cái kỹ năng cá nhân và những kỹ năng vòng đội nói chung. Là cái tên sinh sau đẻ muồng trên bản đồ bóng rổ Việt Nam, tuy nhiên phong trào bóng rổ của Thừa Thiên Huế thời gian gần đây đang cho thấy những bước chuyển mình để hội nhập với xu hướng phát triển chung của các địa phương bạn. Điều này dễ dàng nhận thấy qua hàng loạt các giải bóng rổ cấp câu lạc bộ cũng như cấp quốc gia được Thừa Thiên Huế đăng cai. Hay mới đây là giải bóng rổ 3x3 được tổ chức khá bài bản theo hướng xã hội hóa, giúp cộng đồng bóng rổ Thừa Thiên Huế dễ dàng kết nối và lan tỏa phong trào tập luyện thi đấu ở bộ môn này. Đây là lần đầu tiên giải thi đấu bóng rổ U20 5x5 quốc gia được tổ chức tại Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên dưới sự kết hợp của các bên từ liên đoàn, phía các sở ban ngành của Huế và cùng với nhà thi đấu thì đã tổ chức được một giải thi đấu rất là chuyên nghiệp, đảm bảo đầy đủ các tính chất để thi đấu một giải đấu cấp quốc gia. Huế là một đơn vị đã từng có những nhiều năm kinh nghiệm về tổ chức hệ thống giải trẻ. Đây là một địa điểm rất là lý tưởng và cũng là cái địa điểm thuận lợi nhất cho cho các địa phương ở Bắc Trung Nam có thể tập trung tại đây, chúng ta về đây chúng ta thi đấu. Và tôi cũng hy vọng trong năm tương lai gần đây thì bóng rổ Huế sẽ ngày càng phát triển và sẽ có một cái lực lượng đào tạo trẻ để tham gia những cái hệ thống giải quốc gia hàng năm. Trên tiến trình trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của cả nước, với những đầu tư về cơ sở vật chất để phát triển thể thao quần chúng, Thừa Thiên Huế hứa hẹn sẽ là điểm đến tiềm năng của các giải đấu lớn trong tương lai. Những kinh nghiệm có được từ việc đăng cai các giải đấu cấp độ quốc gia như thế này sẽ là nội lực giúp Thừa Thiên Huế từng bước chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức, đồng thời thúc đẩy phát triển thể thao tỉnh nhà trong thời gian tới.